Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Thiên đình
toàn thiên công chúa quê quỳnh đôi bên hội quỳnh tiên khăn điều áo thắm chốn quảng ngàn nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên đền sầm sơn địa tiên nhau uốn đứng đỏ đuôi lắc đầu càng xong
trời, gió làm vang vọng, hương bay ngạt ngào trên tiên đào, rồng bay nằm vẻ dưới biển Nam, tiền chung định không sai đợi lệnh thiên đình. Đầu lòng kỷ mão trung tuần, kỷ mão trung tuần đầu năm, kỷ mão trung tuần cùng 10 tháng chạp, giờ dần giang sinh thấy trong quốc sử làm linh. Nam Định tin đổ dày khắp, tin định hà xa dặm này đức thánh tuổi rời. Chợt thì biết tay uy ra, chợt thì biết tay từ bên đồng trưởng cứu dậy dương gian, cứu đồ thời đấy khỏi hoa. Dẹp hết ta quỷ tan nha nhiều về trong bầy cưới gió đi về. Ra người trần gian này biết phép ông ra cực đại vũ ma uy ra khám đạt phép ông đôi má thu phình. Đôi má thu phình phép ông đôi má thu phình cổ nên khăn thường xin định ra hoài mặt hồ phù ra uy hùng hổ vô khẩu cầu chưa được dâng cây đục. Chảo dầu sôi lửa bùng bùng, đôi tay ông hoàng ứng tung ngũ hành tay lên thiên, ra uy vũ mặt thần phù ra cứu độ trần gian. Biết phép ông ra người trần gian này biết phép ông ra thật đại vũ ma. Đôi má thu phình
xin phạt các quan ông về truyền phạt các quan tả văn yêu võ đứng ban đào đàn đánh truyền văn võ đôi hà văn võ đôi ngang lệnh truyền văn võ đôi hàng đứng lên đông trường kiếm xây dựng đàn kiếm đông thời đó bình an
Thị Hoa. Họ Ngô Thị Hoa, hiệu Huyền Hoa, nhất tâm hôm nay về tại đền chúa Ninh Sơn Ninh Từ, nhất tâm để xin kính chúc Hương Hoa đăng trà quả thực tinh, nhất tâm coi tu tịch mã bát nhã tuyển dòng, nhất tâm bát nước tôi chầu kính dâng để xin thỉnh Phật tuyên kinh cung minh tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh thiện đàn tạ khóa tam niên mừng đồng cấp sắc xoay khăn thay thầy đồ trạng, nhất tâm để xin ngã quạt bói. Nay tâm thành chính thiết sở nguyện tâm cầu xin ông về giáng lai giáng ứng ngự đồng, ông về tờ đơn sớ trạng tờ vàng cánh sớ ông tấu lên thế em đình họa phủ các cung các sở các tòa cho hô con. Được từ nay trở đi tứ kỳ về sau bản mệnh thì được yên căn yên số, mà yên sổ yên đình tâm thì được mệnh như thế nào mát như nước để xin được hai tâm hai trí hai nhĩ hai nhãn hai khẩu để thông minh sáng suốt để học âm học đâu biết đấy sau bốc lu xem bói chỉ đâu đúng đấy cũng như trăm quẻ bói không sai quẻ nào. Nay thành tâm thành kính xin ông về độ cho họ Ngô con cùng đồng gia quyến đẳng trong gia đạo thì được ba vuông bảy tròn mà thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng cũng như vậy được Ninh Sơn Ninh Từ nhất tâm ăn mày tại Chúa xin đường trần gian công việc thì được ổn định mãi mãi kinh doanh thì xin có lộc có tài có danh. Nay tâm thành kính thiết sở nguyện tâm cầu pháp sư thỉnh quan văn mời xin ông về đáo lai đàn chung và ứng bóng ngự đầu đồng đồng trưởng họ Trần Nghĩa xin ông sang tai để cho họ Trần Nguyễn ra lời dạ tấu lại ông quyền ông phép ông A Di Đà Phật. Quân kéo đi đường đi
đường nghi chi chi, cứ đôi nào nghiêm chỉ nghe trước sau thành ra đời chính thi mở ba năm hải đức ứng đệ tam mà người giàu giỏi kịp chi. Thank you.
nhà định khai quang thật kỳ diệu. Ông về chiêm tàn duyên ngã tiên hương cung giang kim phục hoàng thân cận phật thành tiên trung ca lăng tân gia từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim định ngày quang miên chúng đàn duyên. Văn sơ dân lên thương tài, văn sơ dân lên đức ông tấu đôi chép biên cho tử vi cho đôi chữ thường gì. Chư phu chư quỳ khang đinh tỏ tử vi cho dương mạnh tha cường. Dòng nhang khai quang cấp cờ diệu khai quang chứng minh nhân ngã tích tăng cũng giảm. Khi phục hoàng lân cận thành đi tìm trung vương. Ấn quyết linh thông tay thì ngả thích linh thông. Tay ấn tay quyết như không lạnh lạnh ông thì ấn quyết ban ra. Một đạo hôm nay về tại đền cửa chúa Thanh Sơn Linh Từ, nhất tâm
thỉnh Phật tuyên kinh cung in tam phủ tông đồng tứ phủ vạn linh nhất tâm để xin thân làm ngai hai vai làm kiệu bắc ghế loan giá hầu cha hầu mẹ hầu ông lai xin ông về xe loan nữ bóng ngự đồng ông về ông chứng đèn chứng phủ chứng tủ đô nhang chứng tâm cho ghế của ông mộc ân thanh đồng đồng trưởng họ trần nguyễn nhất tâm để xin chỉnh túc cần tài loan giá phục hành cò vì đại tấu dẫn trình đệ tử họ Ngô nhất tâm hôm nay về tại cửa chúa Ninh Sơn Ninh Từ nhất tâm để xin kính chúc gương hoa đăng trà quả thực tịch nhất tâm bát nước cơi chầu nhất tâm xin dâng mã trần diều nạp mã tứ phủ xin trà nợ tào quan luân hồi phản kiếp túc trái oan gia trái nghiệp cắt đoạn tào quan cắt đoạn âm dương trả nợ kiếp voi chín ngà gà chín cựa mà ngựa chín hồng mao nhà chín gian cầu chín nhịp tháp chín tầng núi tu di bàn cờ chống nòi nhất tâm xin trả nợ tào quan luân hồi phản tiếp túc trái oan gia trái nghiệp cắt đoạn tào quan cắt đoạn âm dương tà ma yêu mị thổ mộc yêu tinh ôn hoàng dịch lệ phù chú yểm đảo hành binh hành bệnh xin bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ hôm nay thành tâm thành kính nhất tâm thiện đàm để xin tạ khóa tam niên mừng đồng cấp sắc xoay khăn thay thành đồ trạng ngả quạt bói nay xin ông về tờ đơn sớ trạng tờ vàng cánh sớ kim ngân tài mã xin ông tiến về các cung các sở các tòa cho họ Ngô con xin được từ nay trở đi tứ kỳ về sau xin bản mệnh thì được yên can yên số mà yên sổ thiên đình xin tâm thì được mềm như nạc mát như nước để xin khai tâm khai trí khai nhĩ khai nhãn khai khẩu đầu óc thông minh sáng suốt để học âm để học đâu nhớ đấy để chỉ đâu nhớ đấy cũng như để xin bốc vu xem bói để xin chăm quẻ bói không sai quẻ nào để xin cứu người như thế cứu kẻ trần gian xin cao tay ấn giỏi tay đồng để sau cứu con nào đắc quả con đấy nay xin ông về sáng lai đáp ứng ngư đồng ông khô phù to canh đàn phá lễ cũng như cho họ Trần Nguyễn thầy cho họ Trần Nguyễn họ Ngô canh đàn phá lễ được sở cầu thì được linh ứng mà sở nguyện thì được tòng tâm nay pháp sư thỉnh quan văn mở xin ông về đáo lai đàn tràng ứng bóng ngự đầu đồng đồng trưởng họ Trần Nguyễn ông sang tai để họ Trần Nguyễn ra lời A Di Đà Phật tấu lệnh ông quyền ông phép ông là ông sáng bóng ngự đồng đạo trưởng ông cho kim thành của thành phố này kim ngân tài tờ đơn thắng sớ tờ sớ thắng sang hôm nay đang trả qua tu tình nặng và mắt thủy dần trả lâu tàu cũng như người giải quyết đến mắt mình là thủ tướng phủ cũng như xin cấp sắc mình đồng sở nói ngày hôm nay cung nào thì cũng đó sở nào thì sở đó cũng như ông phục vụ cho các gia công họ tất cả tin tưởng cho nhà nào được đấy nhà nào được đấy ha Cửa rút nở
bờ trông ra ngoài cửa suốt đi tờ bờ xích thôi cô bé nắp đá tờ của phòng sẽ ra lập ở hướng đông đi ngôi đền thờ cậu lập ở hướng đông đi cô sai cậu chân đi ở ngoài thanh ra hương một chiếc chỉ tầng soi thấu giải tốc lòng khỏi thấu đình thông đi mãi chú tiên cũng định mời đi mãi chú tiên núi dùng chú ngừ chân tiền tuyến đi qua đi ra lầm thần tháng hai ngày mồng ba đi tiếng cường đi à.
nước. Tiếng châu quan hòa thác nữ thường trần đi gian đi. Thời bát nguyệt nó quan đục đình đang ngủ ấm mơ. Ta nghe tính tình ta buồn riêng soi trong đèn đẹp làm sao.
xa, chim bên bay rộn ràng, cao vút cao sương mờ. Hiền là con suối uốn quanh lướt qua sân đèo, ngàn hoa thắm tươi. Nhạc dừng vang tiếng ca, mừng ngờ vui. Núi 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 kia xếp núi, mây đứng trời đi đừng nở trôi. Núi 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 kia xếp núi. Chưa muốn gì cũng ra về bài lưng nai giọt ngắn giọt dài thấy cầm bò nước muốn một bài dinh chi bình tâm bình tăng đi đôi đền thờ phong cảnh hiu bình ý thà
trên nón cao uốn lượn khúc ngân dòng bốn bề điềm điềm trùng trùng nhấp mi cảnh biến tạo như tô như vẽ đền ỉ na mọi vẻ mọi sinh tam cờ do mắt chân thành ca ý thank you.
non bay bụng lại nước nhược nghịch chưa qua nhược tu thanh tao thành nghi bàn lô lô ngắn thiên nhan đi thoảng giọt muôn năm mưa tuyên đường chỉ thật xa cứ lấp mi Chúa về đông cách trừ tai, bắp thuốc giải bệnh cho
gửi trần gian đi, thành tâm bát nước gửi chầu dâng lên cửa chú đời đời bình hoa. Thực cấp thương nghi, ban kết ban chiến tụ đồng dầu tâm sang nghi. Từ bữa nay linh đứng đường dầu xa đi. Sư kỳ tiếp lòng ban tài, đủ cho đệ tử được đắc tài lòng sai. Chúa bà về giờ sổ chép biên, ghi tên nghe mới vào trong sổ này. Ban công thương lộc cho đồng, cho đồng lịch sử đi, cho đồng khỏe vàng. Chưa hòa về đồng mở quà cho đồng. Xe cát khai đàn, quan cho bát dưới lòng trần thế gian. Đến từ nay linh đế được bình an đi. Trước từ nay an nơi chín vị, lòng tài nhiều được phú quý để đa nghi. Đệ tử con được yên cửa yên nhà. Chúng mở kho tài đồng cho
trung gian đủ cho gia chủ giàu sang. Thank you.
vào. Ngự ngôi cao dầu dầu nét mặt cây gây son đi. Đặt mì ở đằng sau sẽ bòi ná trầu với tài quả cầu. Con dâng lên trình cha biết
tiếng truy mẹ biết tên chầu trình để từ dâng lên chứng cho con tâm lòng thành công. Khai hoa mở quà cho đồng lịch sử đi cho đồng khỏe và nghi chú về đồng xòe quạt khai đàn đà y y a a. Khai cho sống nhớ thì được tinh được tường, chú bà khai cho sống mãi mãi khang đường à. Ê, ê, à, à. Cho từ này ác ơi chi vì lòng tài nhiều đường phú quý lệ đa, để từ con đường yên cửa yên nhà. Ê, ê, à, à. Ước tiên đầy hết bụi trần đồng ý à ta, thân tin đâu hết bụi trần thanh cao, để tứ đường người phận thanh cao, chú về đền chứng quả đại duyên ý à ta. Trời thông lạnh đầy cây thông dương và tốt đi phương thẳng bằng thang qua. Chú vì bổ công xem bói cho người trần gian đi, xem trong gia sự như nhà bình an đi. Đi à, à. Chúa đang bước tới đầu, gieo mầm nhân nghe bác nhịp cầu vinh ngô.
sao bắt đầu sông vân hà. Ý à à
đêm giấc nghi rồi mới được bình an. Tung ngơ dũng được lòng trời chú ban đi, ai mà phù ai chất truyền. Thật ra đâm thao cao mãi quê nhà, anh linh chắc giác tin chú bà đệ tam. Thank you.
cành nóng bồng lâm tao chỗ thù ngắm cành đèn dựng nghi núi bao đá tù
Lịch sử có ai tay
ý vần cung thường ứng bồng báo phép tường giang hà có
nói chân gian đi phép đi là ai hay dùng nghi vẻ đẹp có ai thay đến này thôi đời đuôi
được ấm no. Xò buồn cho bạn khắp chín trần gian. Trần gian ai biết tin Chúa người tôi nghi. Trần gian có biết Chúa Bà Linh Sơn. Tài cho được trí thông minh, khai cho sông nhớ thì được tính đường đường. Chúa bảo khai cho vững mạnh khẳng cường. Lập nghi tài tiên Chúa ban ra, bốn phương hội họp đem qua đền này ban cho. Bộc lộc cho lắm về đây cho nhiều, bộc lộc cho lắm về đây cho nhiều. Đôi anh bàn sắc chỉ tước công hầu quan
đệ nhất gia huy.
các nhật thương thờ là đại cát giờ là tham tháng tám điệp tra tháng ba tiệc hè tháng sáu tiệc quả cung nay âm lập được tâm thành chi tiết sở nguyện tâm cầu a di đà phật hôm nay một thân thanh đầu đồng cửa mong dần nhất thần đồng lòng mình đạo về tại đền cửa chúa ninh sơn ninh từ nhất tâm xin hỏi thông tin cung nghinh tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh nhất tâm nhật sinh thân thả lần ai ai vai nạp thuộc các kế loan giã hậu ca hậu hậu quan nay xin quan về xe loan cũng mong ước đồng quan về quan chính đền phủ tứ phủ ô nha một tâm vân đế quan thanh đồng họ đồng tứ nhất tâm để xin chỉnh thức cân đai loan giã phụ hành vào vì đại đấu tận tình gia chủ đại tâm ước họ hồ nhất một lòng đồng một đạo hôm nay về đại đền của Thiên Sơn Linh Tử nhất tâm kính chúc hương hoa đăng trà quả thực sinh bát nước cơi trầu kim ngân tài sản coi tu tịnh mã bát nhã triển đồng nhất tâm xin thiết đàn tạ khóa tam niên mừng đồng bất sắc xoay khăn thanh cảnh dạng đà quả thực gói nay xin quan về phóng nước đồng chúng ta chứng tâm tài sơn tớ cha tờ bạc kém sớ kim ngân tài mã đúng liền các cùng các sở các quả cho họ của con đặng ông xin được từ nay trở đi cứu kỳ về sau bạn vậy đầu đồng chỉ được thiên căn thiên số mà thiên sục thiên đình tâm người là viên nặng mát như nước hai tâm hai trí sanh hai nhã hai cầu để xin được trần gian cảm ơn ứng ông quốc vua xem bói thiên căn và nói công khai để xin cao tay ấn mà gọt tay đồng xin sau này buộc cứu con nào thì đắc quả con đấy xin làm ơn trong gia đạo của họ Ngô để từ nay trở đi cứu kỳ về sau được thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng công việc thì được ổn định mãi kinh doanh khi có lộc có tài hôm nay nay tâm thành chí nhất mà sở nguyện tâm cầu hôm nay pháp sư thịnh và quan văn mời xin quan về giáo lai đà trung ứng bóng được đầu đồng đồng trưởng họ trần nguyễn sư quan sang tai để họ cần diễn ra lời là ấn lệ quan giám sát quyền cai thượng ngàn ông lớn người quyền cai
thống chi thiên địa cực sai chức đại thần. Thank you.
liêm lập ban tài hành đường cho đệ tử đắc tài lập sai khăn tin đau hết tùy trần thanh cao đệ tử người phật thanh cao tống anh trừ tài có lớn về tống anh trừ tài bóc thuốc giải bệnh cho người trần ra về tấu đôi chép biên cho tử vi cho đệ tử trường si cấp thượng cấp lương quan lương thế cấp thượng cấp lương nghe bàn ngân bàn xiên lộc tài đề thế sổ thiên đình có lương đang thế sổ thiên đình quan phê chữ đỏ quan bỏ chữ đen thánh tử đệ tam ni tôn đường thần
lâm liệt tung hoành nghề, quan lớn tuân đi ra lâm liệt tung hoành nghề, trừ ta sát quỷ đổi danh tướng tài. Thương thịnh như lai điểm tai, tai thật nhân
sáng quang minh thần cầu thông minh truyền thật kỳ thông minh thanh cai quang thật kỳ diệu vô dung chiếu hình tượng cam thủ xuất đàn quang về cam thủ xuất đàn đi cam thủ phù ứng nghi xuất đàn đàn minh sẽ quạt hai đàn có lớn về sẽ quạt hai đàn quạt cho mát rượi lòng dần thi giãn quan đàn sẽ quạt hai đàn cho sóc nhơn được tình được tượng tiên tẩy hết bụi trần thanh cao đệ tử mười phần thanh cao lâu mắt sạch trơn thân tiên lâu mắt sạch trơn đi lâu đi nghiệp chiêng đi tai nguyên ở đời vào làm đệ tử cực tiên trần gian thuốc tiên giải bệnh trần gian bệnh nào cũng khỏi bệnh nào cũng ta này nở ra rồng trứng rồng này nở ra rồng hạt thông đại đầy cây thông dược già bốn mùa xuân hạ thu đông lưỡi cưới trầu thành tâm bát cướp chơi trầu quán người tấu đôi chép pin cho tử phi cho đôi đứa trường gì bán gạo bán tiền có lớn về bán gạo bán tiền bán ngân bán xiên cho người trần gian lớn về cấp thức cấp ngư bán tiền bán gạo cho người trần gian quan về phê sử tiên đình quan phê chữ đỏ quan bỏ chữ đèn áo thắng dân ra gần điều áo thắng dân ra trình phan tam phê biến rõ ràng đường cho người được bình an gấp lóc lụa là lớn về gấp tóc lụa là sang khăn sang áo cho người trần gian
nhang dân đồn triệt
tăng cũng giảng kim phục hoàng đất vật thành đi đi trùng vườn các văn gian tư đi đất chúng sinh vô ngã kịp định để khai quang chức đạt duyên văn sướng dâng lên thương lai văn sướng dâng lên công đồng công đôi nghĩa tam và chủ tiếp sơ này dựng lên thiên đình phùng thịnh như lai điệp khai khai thần nhân thần nhân sáng quang bình thần đầu thông bình truyền thần kỳ thông bình thanh khai quang thần kỳ diệu vô số chức kỳ nhân Thank you.
vì trạng sinh quan phi vì trường sinh chữ hiển chữ quy tham ninh đỏ trường phi cho dung bánh ca cường phùng tình tình như lai đi khai khai tân nhân thành nhân chiếu thông minh khai tâm tâm chi tuệ khai thúc năng bồng hành dòng nhạc thập cửu sự quan tuần chứng hình nhờ xong mà khe cắn đặt chỉ
Uyên chủ bà Quan Quan đang chiều vào đôi ngập ngừng đôi thấp đôi cao ý à ý à ý à.
dâng lên Tam Bảo mười phương hộ trì, dâng lên Tam Bảo hộ trì mười phương. Thương vận đường đem qua đi này bát đi chúa.
đấy cho nhiều bấm bấm cho lắm về đấy cho nhiều bát đi trôn nghĩ dài nhật sáng nhiều bấm lập cho nhiều hơn năm mai năm xưa thành đồng con kia sớm phụng thờ ba mươi mùng một người đứng ôm rằng nhật ba mươi mùng cô hồ mười tư hôm ra chân đi châu đã bước tới đâu xeo một tên yếm ở đường vinh hoa đẹp như sao đầu ngân hà đi mơ màng bóng trắng
bóng học về sớm mông đầu đào đặt nhang phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng đi trong đồng ông bởi đục chi thần tâu tài mã hoa ban dựng nên tài mã hoa ban hoàng về tu đôi biên cho từng vị cho đôi chữ trường gì
lòng mi hoàng tư đông còn nhiều gian nan. Tâm cho lòng con tâm thư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ tiếng Nghệ An, đổ cho phúc lâu giàu bên bì lòng cô gà như nước dòng dòng. Thank you.
Cho người
chín cô bề đồng, cô mở quá cài hoa đủ cong bộ cong xem tôi cho người trần thế gian. Cô chín cô về đồng tiếp độc ban tài, ban ngân ban xin cho người trần thế gian. Cô về mở sổ chép biên, mở sổ chép biên. Cô chín cô về đồng, cô mở sổ chép biên, ghi tên chép họ chỉ vào trong sổ này. Tinh 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 tàng tinh rút dịp cầu đôi, rất buồn đệ tử được qua cầu bình an. Tình 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 tàng tình an, tàng tình 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 ta. Ơi qua cầu, qua cầu cô chín cô về đây, cô cho qua cầu buồn đệ tử được qua cầu bình an. Tình 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 tàng tình an, tàng tình 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 ta. Trong tư phủ phải thương nhau cùng